Hello, xin chào các thầy cô. Hôm nay thì Phương xin hướng dẫn thầy cô cách chúng ta nộp cái sản phẩm bài tập gọi là bài tập thu hoạch sau cái khóa tập huấn để cho các thầy cô khi mà gửi thì tất cả mọi người cùng xem được, thì chúng ta sẽ cùng xem kỹ cái hướng dẫn này để các thầy cô làm nhé. Thì đầu tiên xin mời các thầy cô quan sát vào cái bài của mình. Ví dụ như là nếu như mà chúng ta làm bài chẳng hạn như các thầy cô thiết kế hay là làm cái sản phẩm ở trên Gemini thì muốn chia sẻ với ai đó xem cái kết quả cho mình làm, thì các thầy cô sẽ không vào cái chỗ này để copy, mình không bấm vào đây để copy, mà thầy cô sẽ bấm vào cái nút chia sẻ bên dưới đây. Ở bên dưới này thì cũng có một cái nút, thầy cô có thể nhìn thấy cái nút là nút nút share đây, nút share đây, chúng ta sẽ bấm vào đây. Và sau đó chúng ta bấm vào chia sẻ, bấm vào chia sẻ. Khi bấm vào đây thì nó sẽ ra như này, thì chúng ta có thể là chia sẻ toàn bộ cùng trò chuyện hay là chỉ chia sẻ một cái bài mình vừa viết thôi. Chúng ta chọn cái dòng câu lệnh và câu trả lời này, sau đó mình bấm vào tạo đường liên kết công khai. Đấy, nó có cái đường link này thì thầy cô bấm vào cái nút sao chép này. Đấy, thì khi bấm vào sao chép này xong, chúng ta sẽ mở cái form nộp bài thôi, mở form nộp bài. Đấy, form này chúng ta điền họ tên thông tin của mình vào, xong chúng ta bấm tiếp. Thì cái đường link để nộp bài thì cô sẽ dán cái đường link vào đây. Thầy cô sẽ làm cái đánh giá biết cái cái lý này và sau đó chúng ta bấm gửi. Còn nếu như thầy cô làm bài mà ở trên phần mềm ví dụ như là Gamma thì chúng ta muốn share cái bài này cho mọi người xem, thì chúng ta bấm vào share. Đây, chúng ta bấm vào share. Đây là có đường link chúng ta muốn cho mọi người có thể vào xem được, muốn vào copy link. Nếu muốn cho mọi người có thể vào để chỉnh sửa comment được thì chúng ta có thể lựa chọn ở đây. Ví dụ mình bấm vào copy link. Xong sau đó chúng ta mở, cũng mở cái này ra và chúng ta muốn gửi cho ai hoặc là chúng ta muốn nộp bài chúng ta dán vào đây. Nếu chúng ta làm ở trên chat GPT thì sau khi chúng ta làm xong một cái này rồi, chúng ta muốn chia sẻ thì chúng ta bấm vào cái nút biểu tượng mũi tên ở job trên như thế này. Chúng ta bấm vào đây. Thì cô sẽ thấy cái xuống dưới đây, chúng ta bấm vào là update and copy link. Nó copy xong thì chúng ta cũng mở cái này ra và chúng ta dán vào đây. Thế thì đấy là cách để chúng ta dán hoặc là chúng ta gửi cái đường link đó cho mọi người, cho đồng nghiệp có thể, các thầy cô có thể xem, thì chúng ta có thể là bấm vào gửi cho họ là họ sẽ xem được. Đây là cái cách để mà chúng ta làm để có thể gửi bài cho mọi người, có thể gửi vào nhóm Zalo vân vân hay là gửi đi một bài, thì mong các thầy cô sẽ thực hiện theo cái phương pháp này để chúng ta có thể chia sẻ cho mọi người có thể xem được. Xin cảm ơn thầy cô, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những khóa học tiếp theo.